Thưa quý vị, trong danh sách những tỷ phú đô la giàu nhất thế giới của năm 2018 do tạp chí Forbes bình chọn và công bố, có thêm hai đại diện mới đến từ Việt Nam. Theo đó, thì ngoài ông Phạm Nhật Vượng là chủ tịch tập đoàn Vingroup và bà Nguyễn Thị Phương Thảo là tổng giám đốc Vietjet, thì Việt Nam còn có thêm hai tỷ phú đô la nữa là ông Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn Hà Phát, và ông Trần Bá Dương là chủ tịch tập đoàn Thaco. Và theo như Forbes thì tài sản của ông Trần Bá Dương ước tính khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 1.339, còn ông Trần Đình Long thì có khối tài sản là 1,3 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 1.756 trên thế giới. Và thưa quý vị, nhóm phóng viên của Bản tin Tài chính Kinh doanh cũng đã vừa có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Và qua chia sẻ của ông thì chúng ta có thể hình dung ra cái cảm giác trở thành một trong những người giàu nhất hành tinh thì nó như thế nào. Thưa ông, cảm nghĩ của ông thế nào khi mà gia nhập vào danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới ạ? Cũng trả lời thật lòng là vui và rất là vui. Đấy. Chứ còn cái lúc mà mới nghe thì thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà đúng là bây giờ thì mình mới thấy rằng là cái tiếng vang, cái ảnh hưởng của cái tạp chí Forbes là rất là lớn. Nó được cái sự ghi nhận, tại vì tôi nhận được rất là nhiều lời chúc mừng rồi. Gặp tôi cũng chúc mừng nhé. Thì mình nghĩ rằng là như thế thì thực sự là mình rất là vui. Vì như thế là rõ ràng là được xã hội công nhận, được thế giới công nhận, mà được điều quan trọng là được cái tạp chí nó rất là có uy tín ấy, người ta công nhận cái việc đấy. Nói nhỏ thêm nữa thì lại còn nhỏ thôi, nhưng mà được công nhận là tỷ phú của lĩnh vực sản xuất. Thực ra cái vinh danh này, vinh danh như tập đoàn Hòa Phát thì đúng hơn mà. Thế thì chúng tôi rất là vui là ở những đất nước công nghiệp mới như mình thì được vinh danh là những tập đoàn sản xuất là khó lắm đấy. Với số tài sản lên tới 1,33 tỷ đô la tương đương hơn 30.000 tỷ đồng Việt Nam thì cảm giác của ông thế nào? Ông đã cảm thấy hài lòng hay chưa, hay là vẫn muốn có nhiều hơn nữa? Lúc nào các bạn mà như tôi, các bạn sẽ thấy thực ra cái đấy nó cũng không, hàng ngày cũng chả nghĩ đến đâu. Cứ làm và làm thôi, chứ còn cũng không nghĩ đến là phải có bao nhiêu vì thực ra làm sao mà tiêu hết được, đúng không? Thực sự là hàng ngày nghĩ là có cái công việc, có dự án, có cái phát triển để làm và say sưa làm thôi, chứ còn không có nghĩ cái chuyện tiền cá nhân mình. Xin ông cho biết là một ngày của một tỷ phú đô la diễn ra như thế nào? Rất bình thường như tất cả mọi người. Đấy, thì tôi thì lại không biết với người khác, tôi không biết nhá. Và tôi cũng không bảo là tôi đúng hay họ đúng nhá. Nhưng mà với tôi thì mọi thứ nó đều phải rất là hài hòa. Đấy, tức là chứ còn tôi không phải là, và tôi cũng không cổ xí cho lứa doanh nhân mà phải là hai tai, hai điện thoại, rồi là không kịp ăn sáng, không kịp gì. Tôi thì đủ hết, ăn sáng đầy đủ, trưa chiều cà phê và hết giờ làm thì thể thao, tối về nhà xem phim. Đấy, tôi không quá tạo cho mình cái sự bận rộn hoặc là gọi là đầu tắt mặt tối, thì tôi không phải là người như vậy. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ạ.